Chào bạn quay trở lại kênh của Rỗi 2P nha. Và sau rất là nhiều lần đập đồ xịt rồi, hôm nay thì lại tiếp tục trên con đường đi đập đồ trong tựa game Rival Kingdom. Thì mình đã có trên tay một quả nick, đó hiện tại là có vẻ là đang ở map KVK2 rồi. Mình thấy là có cái chữ A ở trên cái dịch trạm này, tức là đã có hệ thống đội hình. Đó, mình sẽ review quả nick này, sau đó chúng ta sẽ cùng đi đập đồ nha anh em. Tôi không tin là tôi đập đồ không lên ta lần các bạn ạ. Rồi, chúng ta bắt đầu thôi các bạn. Và quả nick được lên TV ngày hôm nay của chúng ta có tên là Kiyosan Việt Nam. Một cái tên mang rất nhiều ý nghĩa, kiểu đoàn kết Việt Nhật các bạn, vừa có San vừa có Việt Nam. Mấy ông Nhật là hay có kiểu San San lắm. Số ngày đăng nhập liên tục là 1356 ngày và VIP 15 nha anh em. Đó, thâm niên chơi game cũng rất là lâu mà mới có VIP 15 là cũng hơi chậm ấy. Ở đây thì mình thấy là bạn đã có mặt ở KVK2 rồi, có hệ thống đội hình. Và cái nick này hiện tại đang có sức mạnh là 70 triệu với điểm tiêu diệt là 743 triệu. Thực ra thì với cái sức mạnh này, điểm tiêu diệt này, mình thấy nó là ok nha anh em. Tuy nhiên nếu mà xét về tuổi đời ấy, thì đây là một nick có tuổi đời khá là cao, nên là cái lượng điểm tiêu diệt này nó lại hơi thấp một chút. Nền văn minh thì bạn đang sử dụng đó là nền văn minh Đức nha. Nền văn minh này thì cũng khá là hay, giúp các bạn luyện lính nhanh hơn. Thông thường thì khi các boss lớn mà luyện lính ấy, với số lượng mà hàng triệu lính T5 ấy, thì nên đổi qua cái nền văn minh Đức. Còn nếu mà các bạn chỉ luyện khoảng vài triệu bao, tức là kiểu vài trăm nghìn lính T5 ấy, thì không cần phải đổi nền văn minh làm gì nha anh em. Ở phần thông tin thêm thì cái nick này đang có sức mạnh tối đa là 71 triệu, chết 14 triệu 2, thu thập tài nguyên 12 tỷ và hỗ trợ tài nguyên là 7 tỷ 5. Ở thu thập tài nguyên này thì hơi ít nha anh em. Đó, vào một đội quân thì hiện tại mình thấy ở đây là có 3 loại lính T5, đó là bộ kỵ cung rồi và chưa có lính T5 xe. Lính bộ của bạn cũng khá là nhiều với 844.000 lính bộ binh T5 này. Tiếp đó là kỵ và cung thì tương đối ít nha anh em. Đó, một quả nick khá là nhỏ bé xinh xinh thôi. Và avatar của bạn thì trông cũng khá là cute phô mai que, giống kiểu một ai đó đang ăn mì. Tự nhiên nhìn lại thèm ăn mì tôm các bạn, tại vì kiểu sáng nay mình nói là trời chỗ mình nó man mát ấy, bây giờ nó đổi qua lạnh mất rồi anh em. Bây giờ mà có tô mì thì ấm bụng biết mấy. Còn đây là phía bên trong thành phố của bạn này, mình thấy trang trí gọi là đẹp nha anh em. Đó, tuy rằng cái thành phố này nó không có dát vàng, nhưng mà thật sự là bạn cũng có dành công sức nghiên cứu nha. Số lượng công trình cũng như số lượng cây cối được phân bố hợp lý và rất là thẳng hàng luôn. Đây là phía bên trong giao diện thành phố của bạn, thì hiện tại mình sẽ tiếp tục đi tìm skin nhà cam. Và mình thấy bạn đang sử dụng cái nhà kim nhãn, ở phòng thủ kỵ binh cộng 5% và trừ sức mạnh cung thủ 5%. Ở đây là một nick mình thấy là nhiều lính bộ đó nhưng mà ít lính cung, nên là sử dụng nhà này hơi hợp lý. Ngoài ra thì mình không thấy bạn có một cái skin nhà cam nào hết nha anh em. Xem qua một chút về mục chỉ huy. Đập vào mắt mình đầu tiên là con Vóc Tê Dù Mà các bạn. Con này thì mình hay gọi nôm na đó là con đầu quả dứa. Mặc dù nó không cầm quả dứa đâu, nhưng mình cảm giác như đang cầm một cái miếng dứa mà đã ăn hết ở trên tay anh em. Và cái đầu thì công nhận là giống mấy cái lá dứa thật. Vóc Tê Dù Mà là một con tướng lãnh đạo giữ hòa bình kỹ năng. Đây là một con tướng các bạn có thể đua MGE lãnh đạo ở map trinh phạt. Và chỉ dùng để đánh man rợ thôi anh em nhé, không dùng để làm việc khác đâu. Dàn tướng bị khóa của bạn thì mình thấy khá là nhiều. Bạn có Alexander này, đã max skill và mặc ở đây đó là 7 món cam nha. Wow, nhưng mà vẫn Ngọc Trinh anh em. Ở đây thì bạn có vũ trang. Đó, vũ trang của bạn chỉ số này, phòng thủ bộ binh 2,1. Ok, sức mạnh bộ binh 3,8, trông hơi lỏ một tí. Dưới này bạn có cho mình 3 con tướng trinh phạt đang bị khóa lần lượt là Nevsky, Quan Vũ và SCPO. Và đây các bạn có thể thấy là dù con tướng bị khóa nhưng bạn vẫn có thể trang bị vũ trang lên được. Đó, hy vọng là chúng ta sẽ có hệ thống vũ trang đội hình này sớm ở map trinh phạt. Mình cũng hóng rất là lâu rồi. Ở đây bạn cũng có cho mình là Tào Tháo Max Skill và mặc cho mình là 3 món của set lộng gió. Ở đây mình nghĩ là chúng ta thôi đã mặc rồi, mặc hẳn 4 món đi chạy cho nhanh đúng không? Tội gì mà phải kết hợp thêm 2 món tím với 1 món xanh lá vào đây. Và cao cao của bạn cũng có trang bị cho mình vũ trang này. Ở đây mình sẽ cùng xem. Đó, không có cái dòng tốc độ chạy nha anh em. Chỉ có sức mạnh kỵ binh, phòng thủ kỵ binh này. Ok. Chưa thấy vũ trang cam nào. Vì là một nick đánh KVK2, các bạn cũng thấy là nick này cũng đã mắc CM luôn rồi. Mặc ở đây là full một set tím nha. Đồ càng có vẻ hơi ít. Có di song di này, bạn cũng đã mắc skill. Khan béo mắc skill luôn. Wow, xem mắc lâu chưa nào. Ồ, có vẻ khan béo bạn mắc từ rất là lâu các bạn. Triệu hồi từ 19 tháng 9 năm 2019 này. Khan béo thì mình nghĩ là vẫn đánh mạnh ở giai đoạn K2, K3 nhé anh em. Chẳng qua là chơi trinh phạt thì hơi yếu. Tiếp tục chúng ta có Ethel Flash Max Skill. Đó, đối với những vị tướng như kiểu khan béo thì có thể là khi mà có map trinh phạt ấy, sắp tới mà chúng ta có cái hệ thống bảo tàng thì mình hy vọng là khan béo có thể trở lại tốt hơn. Dưới này chúng ta có Saladin 5551 và bạn mặc ở đây là 2 món cam. Đó, có được khéo, có Talon và 4 món tím. Tiếp tục có ở đây là Mehmet. Mehmet của bạn hiện tại đang có mức skill là 5535 này. Có El Cid 5553,
Các bạn thấy không? Chơi gần 1400 ngày đăng nhập liên tục rồi mà mấy con tướng chìa vàng còn chưa thể mở chìa mắc được luôn ấy. Và cái nick này thậm chí còn chưa mắc cả Ishida. Đây là một điều hơi lạ nhá. Bởi vì thông thường những cái nick của chúng ta thì về sau mắc mấy con tướng farm rất là dễ. Đơn giản thì mấy cái sự kiện cho cái tượng tướng farm rất là nhiều. Có Cleopatra mắc này. WeChat của bạn thì 5111, Zanpei 5344, Fedix 5543, Shiza 5532. Ok là anh em, nói chung là một quả nick cũng khá là mạnh ở giai đoạn K2, K3. Và hiện tại thì cái mục tiêu của bạn có lẽ cũng là tiếp tục đi hành gà thôi anh em. Dưới này thì mình thấy là bạn có con Minamoto 4111 này, này cũng bị khều rất là sớm nha. Xem qua về phía bên trong một gói đồ thì cái nick này hiện tại các bạn có thể thấy là đã có thêm một ô vũ trang nữa rồi, do đã có hệ thống vũ trang. Và anh em có thể thấy trên màn hình đó là bạn đã có rất là nhiều vũ trang cam nha. Vũ trang cam thật sự theo mình là không quá là khó kiếm đâu, theo thời gian các bạn sẽ kiếm được rất là nhiều. Chẳng qua là cái vũ trang nào mà chỉ số nó đẹp thôi. Ví dụ ở đây chúng ta có hai cái cộng cho kỵ binh là khá là đẹp này. Đương nhiên đẹp thì phải là cả ba cái cộng một loại quân. Ở đây có một cái vũ trang cộng 3 chỉ số cho cung này, nó rất là ngon đấy anh em. Đó, vũ trang nghĩa là các bạn cũng không cần phải đẩy quá nhanh, trừ khi các bạn là boss mà thôi. Ở đây là tài nguyên, đó, tài nguyên bên ngoài của bạn mình thấy khá là nhiều, đâu đấy khoảng 3 tỷ red. Ở game còn chưa đến 10.000 game. Game trong túi của bạn cũng khá là ít. Tài nguyên trong túi cũng tương đối, nhưng mà tài nguyên trong túi này thì chứng tỏ là bạn cũng sử dụng vật phẩm trong túi khá là nhiều. Tức là kiểu ít sử dụng nick farm để chuyển sang ấy. Thường những quả nick mà có nick farm mà chúng ta thường không có dùng tài nguyên trong túi luôn. Nhưng ở đây mình thấy vơi đi nhiều lắm rồi. Đó, và điểm VIP ở trên này của bạn cũng không có nhiều, có vẻ là cũng ít được hit rương anh em. VIP hiện tại bạn cũng mới chỉ VIP 15 thôi. Ở đây chúng ta có mục tăng tốc này. Ok, tăng tốc huấn luyện khá là nhiều. Chúng ta có tăng tốc chữa thương, không nhiều lắm anh em ạ. Và tăng tốc chung. Lượng tăng tốc chung ở đây cũng là ít nha các bạn, không phải nhiều. Đây là mục tăng mạnh này, 22 kho dự trữ cấp 5, 14 cái mở rộng đội quân 50%. Còn lại thì chúng ta không có những cái búp tăng công 10, cũng là tăng thủ 10. Ở đây chúng ta thấy là bạn có rất nhiều vật liệu nha. Và lát nữa chúng ta sẽ cùng chuyển hóa nó thành những món trang bị cam. Và chắc chắn là hy vọng nó sẽ đổ tài năng đặc biệt rồi. Ở dưới này thì chúng ta sẽ nhìn về số lượng đồ cam. 3 món, 7 món, 11 món, 12 món cam các bạn. Ui, nick này chơi lâu mà ít món cam thật sự. Và bạn cũng có được một cái áo nổ talent đấy. Hy vọng lát nữa mình có thể đập được quả nick này nó sáng chói hơn một chút nha. Một nick có thể nói là bạn chơi vui vẻ anh em. Mình không biết là có đạp game tháng không. Mình soi xong cái này mình sẽ đi ra mình kiểm tra game tháng của bạn anh em. Ok, vũ trang thì mình đã soi rồi này. Đây là mục khác. Chúng ta có 216 rương Ethel Flash, tôi mở luôn. Ua, hơi đen. Qua mình mở đâu đấy 720 rương AE, mình được 3 chọc vàng. Hôm nay mở 200 mấy rương không được chọc nào. Ở rương cung cấp thập tự trinh, ở rương phép thuật. Mình sẽ tìm về cái chỗ chọc vàng của bạn. 73 chọc vàng, ít nhở. Quả nick này đúng kiểu bạn chơi cũng hơi bị lỏ một tí đấy. Có lẽ là lười cày. Chứ nếu mà anh em cày siêng thì số ngày đăng nhập như thế này thì nick đã khá là khỏe rồi. Đây là gói game tháng này anh em. Như vậy là bạn cũng có nạp gói game tháng và gói vật liệu ngày nhá. Tức là cũng có nạp đấy, nhưng mà có vẻ là ít đào game đúng không? Xem qua lịch sử đào game xem có đào game không nào. Ồ không, cũng là một game thủ đích thực anh em ạ. Đó, game thủ này hơi lỏ một tí, chưa phải đích thực anh em. Đích thực là phải không đào tài nguyên luôn, nhưng ở đây mình vẫn thấy là bạn đào tài nguyên một ít. Tuy nhiên là cũng có đi đào game. Rồi, mình sẽ thử xem là nick này đánh Open Field với những đạo nào nha anh em. Tướng nick này có thể nói là K2, K3 rất là nhiều, nên chắc chắn là bộ tướng của bạn sẽ khá là mạnh đấy. Mình sẽ có ở đây, đạo đầu tiên là Quan Vũ Alex, what? Đạo thứ hai SCPOCM, what? Đạo thứ ba là con Salazi. Đạo thứ tư Khan Mehmet. Và đạo thứ năm là con Aezoan. Ôi, bạn này vẫn không ghép 5 đạo đánh đồng các bạn. Ở đây thì chúng ta cũng không cần phải ghép Quan Vũ Alex làm gì. Ở đây chúng ta có thể đánh là ở Alex Z này đúng không? Bạn có CM thì bạn có thể đánh là CM Mehmet. Rồi tiếp theo chúng ta có Salah Khan. Nó hoặc có thể là đánh Salah AE Khan cao cao. Tích này nhìn chung là bạn có rất nhiều tướng nha anh em. Mình nghĩ là bạn có thể hoàn toàn đánh được 4 đến 5 đạo ấy. Điểm yếu của bạn có lẽ là do bạn không có đủ lính thôi. Xem qua một chút về cụm KVK này nha các bạn. Đây là cụm KVK 2. Chúng ta đang có liên minh đó là 2844 hiện tại top 5 4 tỷ 5. Top 1 là 2845 5 tỷ 6. Top 2 2846 5 tỷ 1. Top 3 2851 4 tỷ 8. Top 4 2854 4 tỷ 6. Xem qua liên minh có cao không nào. Top 1 quả 25 cao nhé anh em. Cao với K2 quả 25 là nhiều ấy. Top 2 quả 23. Top 3 quả 21. Top 4 quả 21. Top 5 quả 20. Chứng tỏ lúc này cũng ít được hit rương ấy chứ. Sức mạnh cá nhân. Top 1 đó là cái nick Killer. Ở 2488 17 tỷ điểm tiêu diệt, sức mạnh 163 triệu. Ở top 2 là một boss của 2845 159 triệu pound. Top 3 2845 luôn 144 triệu pound.
Top 4 là 2854, 126 triệu pound. KVK 2 xem bao nhiêu người trên 100 triệu nào. 17 người trên 100 triệu pound các bạn. Mình chưa thấy có Việt Nam nào. Ở đây có một ông Uy Bùi 108 triệu pound. Khá là khỏe nha các bạn, Q3 tỷ mấy luôn. Kỹ năng liên minh này, top 1 là 2851, cao nhất là 44 tỷ. Top 2 2844, 34 tỷ. Top 3 là 2845, 33 tỷ. Top 4 2854 là 28 tỷ. Không phải quá cao. Kỹ năng cá nhân, cao nhất là cái nick killer của chúng ta, 17 tỷ thôi. Cái nick này thì nó phải cao top game chứ không phải là cao trong cụm đâu các bạn. Top 2 là một bot Thái Lan à. Mình chơi game cũng khá là lâu rồi nhưng mình rất ít khi gặp Thái Lan anh em. Mặc dù trong game có một số kingdom Thái Lan khá là mạnh, nhưng mà đây mới là một bot Thái Lan khá là hiếm, lâu lâu mới thấy. 7 tỷ 1 điểm tiêu diệt. Đó, top 3 là một bot mọt IQ à. 6 tỷ 2 điểm tiêu diệt. Ồ, đây có vẻ là một bot Ả Rập anh em. Top 4 chúng ta có là Hades ở 4 tỷ 9. Top 5 là Bok 85 à. 4 tỷ 2, top 6 4 tỷ 2, top 7 4 tỷ 1. Ok, và bây giờ mình sẽ đi đập đồ cam của nick này nhá anh em. Thì bạn ấy có nhớ mình đập đó là cái vũ khí kỵ và cái giày của set địa ngục nha các bạn. Đó, gần đây là mình thấy là toàn anh em nhờ đập đồ kỵ thôi. Có vẻ là kỵ nó đang lên làm vua của mọi nghề rồi anh em. Và bây giờ mình sẽ cốt cái súng trường địa ngục này nha các bạn. Khá là nhiều nguyên liệu nha, một cái vũ khí cam lên tới 90 nguyên liệu cam. Tích cũng phải mất rất là nhiều thời gian đó. Mình sẽ đập luôn nha anh em. Hy vọng là lên nào. Ui. Chết rồi, đập đồ cam như này thì bao giờ mới lên được anh em ơi. Còn một cái giày nữa. Đây, một cái giày địa ngục. Đó, gần đây kiểu không biết là Lilith có fix lại tỷ lệ không mà sao đập đồ đen thế nhở. Giày địa ngục luôn này. Ui. Double xịt ạ. Không thể tin được. Vâng, và đây hiện lên hai gói nạp. Rất là ngon mà hy vọng là bạn có nạp tiền để tiếp tục có vật liệu đập. Gần đây đập đồ cam đen thật, không biết các bạn đập đồ cam như thế nào. Đó, và trước khi mình ăn quả đích này thì bạn ấy có nhờ mình đó là xếp cái đội hình phòng thủ hoàng hôn hẻm núi cho bạn ấy. Thì mình sẽ xếp luôn để cho bạn có thể xếp để đánh hoàng hôn hẻm núi cho mạnh, cũng như là đánh open field cho mọi người. Thì đối với mình ở cái giai đoạn KVK 2, Alex G luôn là cái đạo mạnh nhất. Và đạo mạnh nhất thì các bạn cứ xếp trong góc cho mình, góc dưới hoặc góc trên đều ok. Ở trên con Alex thì các bạn phải ghép một con tăng thật là trâu. Ở đây mình đã sử dụng con CM và xem con Richard của bạn skill nào nào. Richard 5111 hơi yếu một chút thì mình sẽ sử dụng ở đây là con CM tôn tử nha anh em. Đó, CM tôn tử ở trên luôn. Tiếp tục ở bên này chúng ta sẽ có đó là con Sala đi. Bạn còn con Sala khá là mạnh. Mình đã sử dụng đó là Sala AE. Ok. Một đạo hộp len trên này mình sẽ cho là khan béo cao cao luôn các bạn. Nhưng mà do con cao cao của bạn hiện tại đang mặc đồ khan béo không mặc đồ ấy, đáng ra là nên chuyển đồ cho khan béo nhá. Ok, như thế này. Ở đây mình đã thêm một đạo đam phụ nữa. Mình sẽ xem là bạn còn con gì nè. Bạn có mẹ mét ư? Mẹ mét cấp 60 thì hơi yếu anh em. Mẹ mét cấp 60 thật sự hơi yếu. Có lẽ mình sẽ sử dụng thôi chả con gì các bạn. Thật sự là cái đội hình của bạn đến đây là mình thấy cũng cũng hết tướng mất rồi anh em. Thật sự là đây cũng hết tướng mất rồi. Mình có thể mình sẽ đổi chỗ này đi. Mình sẽ đổi ở đây. Đổi con này sang con CM Doan nha các bạn. Đó, đánh hoàng hôn hẻm núi thì các bạn có thể có súng con Doan tím này, rất là mạnh, không vấn đề gì cả nha. Và chỗ này thì chúng ta có thể đánh đó là con tôn tử mẹc mét. Đó, ok. Mình nghĩ là đội hình như này thì là tương đối ổn. Mình nghĩ là không phải quá mạnh nhưng mà cũng phải thuộc cái dạng là không dễ bắt nạt. Ở trên open field thì bạn cũng có thể đánh đội hình như thế này. Tuy nhiên open field thì các bạn không nên mang con Doan tím nữa nha. Open field thì các bạn nên thay vào đây một con đám khác. Mình cũng không chắc là nick của bạn còn con gì nữa cơ. Đó, nick của bạn tầm này thì cũng hơi ít tướng nha. Mình nghĩ là bạn có thể đánh là CM tôn tử. Còn cái đạo tôn tử mẹc mét ở đây thì bạn đổi sang thành Elsid mẹc mét. Như vậy đầu mình nghĩ là ok. Đó, không biết là các bạn có nhận xét như thế nào về cái đội hình hoàng hôn hẻm núi mình xét cho bạn ấy thì có thể bình luận ở phía bên dưới nha anh em. Mình thấy độ như này nó mạnh lắm rồi đấy. Ok anh em, như vậy là video của mình đến đây kết thúc rồi. Đó, một video đập đồ hơi đen một tí các bạn. Nhưng mà nếu các bạn muốn theo dõi nhiều hơn những video tiếp theo để chứng kiến đội 2P đập đồ nổ ta lần thì đừng quên ấn like đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.